và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Trên 69 triệu cử tri thực hiện quyền bầu cử. Công tác bầu cử trong khu cách ly tập trung đảm bảo an toàn. Khí thế ngày hội non sông trong tranh cổ động. Ninh Bình thực hiện mục tiêu kép trong giáo dục. Kính thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của ngày bầu cử, ngày hội của toàn dân, sáng ngày 23 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đúng 7 giờ ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc của bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thanh Tuyền và sư thầy Thích Đàm Linh, cử tri trẻ tuổi nhất là anh Hoàng Tuyền Minh đã bỏ những lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, cũng như mọi cử tri cả nước, tất cả đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được bầu lần này sẽ hết lòng vì dân, vì nước, phụng sự nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng hiến pháp và pháp luật quy định, nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội. Cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử lần này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là lần thứ 15 chúng ta tiến hành cuộc tổng tuyển cử trong cả nước, nhưng là cuộc bầu cử quy mô lớn nhất từ trước tới nay với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri. Tôi tin tưởng với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp hơn, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri, thì đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hoan nghênh các cử tri trong thời gian vừa qua đã tham gia đầy đủ đúng quy trình giới thiệu, hiệp thương, vận động bầu cử, vui mừng phấn khởi hòa cùng không khí nô nức của cử tri trong ngày bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta, với ý chí sắt đá và lòng yêu nước tha thiết của nhân dân, với tinh thần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mỗi công dân đã xác định được quyền và nghĩa vụ của mình sẽ đi bầu cử đông đủ, sáng suốt chọn lựa những đại biểu xứng đáng nhất trong những người ứng cử để chọn đúng người, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tránh bầu nhầm, bầu lẫn. Tổng Bí thư tin tưởng cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo không khí thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội lớn của dân tộc ta, của non sông đất nước ta. Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt, ngày 23 tháng 5, trên 69 triệu cử tri trên cả nước đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Chính phủ, trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cả nước có 69.198.594 cử tri thực hiện quyền bầu cử ở 84.767 tổ bầu cử. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, đúng quy định của pháp luật. Trước ngày 23 tháng 5, căn cứ đề nghị của Ủy ban bầu cử các địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ phiếu của 12 tỉnh, thành phố được tiến hành bầu cử sớm. Tại các điểm bầu cử, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai theo quy định 5K của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cử tri cả nước, hôm nay là một ngày bầu cử đặc biệt của các cử tri trong khu cách ly tập trung. Tự tay bỏ phiếu, những lá phiếu của niềm tin, các cử tri đang thực hiện cách ly y tế vẫn đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch và thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình. Ghi nhận tại khu cách ly tập trung Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Cách đây 2 ngày, tất cả các công dân trong khu cách ly đã nhận được phiếu cử tri và danh sách ứng cử viên để nghiên cứu và có sự lựa chọn. Trong ngày bầu cử chính thức hôm nay, tổ bầu cử mang hòm phiếu đến từng cửa phòng để công dân tiến hành bỏ phiếu và tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch như giữ khoảng cách, khử khuẩn,
đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cán bộ phục vụ. Với cử tri Nguyễn Thị Tuyết Mai, đây có lẽ là một kỳ bầu cử đáng nhớ nhất, có rất nhiều cảm xúc đan xen. Rất là mừng là ở trong khu cách ly thì các anh chị tạo điều kiện rất là nhiều và hỗ trợ rất là nhiều. Và đặc biệt là rất là bất ngờ là vẫn có thể thực hiện được cái quyền công dân của mình. Thế nên là cảm ơn chính quyền, cảm ơn ban quản lý khu cách ly và những anh chị em ở trong này đã hỗ trợ tạo điều kiện cho chúng tôi. Các cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ và người phục vụ trong khu cách ly cũng thực hiện quyền công dân ngay tại đây. Sau mỗi lần thu phiếu, tổ bầu cử khử khuẩn hòm phiếu và đến các phòng khác. Mọi công tác phòng dịch cũng được chú trọng để vừa đảm bảo tiến độ bầu cử, vừa tránh tình trạng lấy chéo. Lần đầu tiên tôi đi bầu cử tại khu cách ly, cái cảm giác của chúng tôi là cũng rất là tự hào. Mình là một chiến sĩ ngành y, để vào đây thì là phục vụ nhân dân nhưng mà mình vẫn được đảm bảo cái quyền công dân của mình. Đối với đợt bầu cử lần này, chúng tôi có một điểm đặc biệt, đó là phục vụ công dân phải cách ly COVID ở điểm cách ly tứ hiệp. Thì nó đặc biệt là đối với công tác bảo đảm an toàn để chúng tôi không để cho lây nhiễm chéo và cũng không để cho tiếp xúc gần để bảo đảm công dân rất thoải mái trong quá trình bầu cử và đối với cán bộ quản lý cũng yên tâm trong quá trình phục vụ bầu cử. Sau khi cử tri bỏ phiếu xong, tất cả hòm phiếu đều được khử khuẩn cẩn thận, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Việc tổ chức bầu cử ngay trong khu cách ly giúp cho mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử và lựa chọn cho mình những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài phục vụ đất nước. Hơn 274.200 cử tri đồng bào các dân tộc tại 867 tổ bầu cử của tỉnh Lai Châu rộn ràng đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay từ sáng sớm trên các ngã đường từ thành thị đến vùng nông thôn biên giới của tỉnh Lai Châu, cử tri đã đến các điểm bầu cử thực hiện quyền công dân của mình. Toàn tỉnh Lai Châu có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 58 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 570 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Tại các khu vực bầu cử, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo an toàn. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác phòng chống dịch COVID-19 được quan tâm chú trọng. Cùng với cử tri cả nước, hơn 400.000 cử tri tại trên 1.000 khu vực bỏ phiếu ở tỉnh Cao Bằng tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại khu vực họp phiếu số 6 xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, đúng 7 giờ đã diễn ra lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cao Bằng đã chủ động xây dựng kịch bản, phương án cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật để ứng phó với các tình huống. Những ngày qua trên đường phố và trong các cuộc trưng bày triển lãm tại nhiều địa phương, những tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang phát huy mạnh mẽ hiệu quả tuyên truyền thông qua hình ảnh đến đông đảo người dân. Sau cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử do Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vào cuối năm 2020, hơn 400 tác phẩm của các tác giả trong cả nước tham dự. Năm nay, các tác phẩm dự thi được đánh giá là đã đáp ứng được nội dung, yêu cầu chủ đề của cuộc thi có chất lượng nghệ thuật cao. Ngoài cấp trung ương, các tỉnh cũng có các cuộc phát động sáng tác riêng để có những tác phẩm với góc nhìn riêng về địa phương mình. Ở góc độ họa sĩ thì chúng tôi muốn là có được những cái cảm xúc nhất định để thể hiện được những cái tác phẩm ấy, nó gắn bó với lại cái gọi là cái tình cảm của số đông cũng như là yêu cầu về chính trị xã hội nói chung. Với nhiều thông điệp ý nghĩa, các tác phẩm tranh cổ động đã góp phần giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Và chúng ta thấy rằng là tranh cổ động tấm lớn này, bên cạnh những cái hình thức tuyên truyền khác thì bao giờ cũng có những cái mục đích ý nghĩa và có những cái rất riêng biệt mà phản ánh rất là đầy đủ toàn diện cũng như cái hiệu quả ở mức độ rất là cao. Khác với các loại hình hội họa khác, tranh cổ động vẫn đang chứng minh sức sống của mình trong đời sống đương đại. Điều ý nghĩa nhất là tiếng nói của những bức tranh luôn góp phần vào thành công của các sự kiện chính trị lớn của đất nước, trong đó có các cuộc bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Quảng Ngãi, tuy không phải là tâm dịch COVID-19, nhưng nguy cơ dịch bùng phát là rất cao. Bất kể thời gian, thời tiết, những chiến sĩ tuyến đầu vẫn bám mặt trận để hoàn thành nhiệm vụ, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt những ngày gần đây, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế trên tuyến quốc lộ vẫn túc trực 24/24 giờ để kiểm soát lượng người ra vào tỉnh. Mỗi chốt kiểm tra y tế đủ các thành viên gồm lực lượng công an, quân đội, thanh tra giao thông và nhân viên y tế. Mỗi người một nhiệm vụ và vất vả riêng. Với những chiến sĩ áo trắng, mỗi ca trực kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Trong ngần ấy thời gian, họ phải khoác trên mình bộ đồ phòng dịch dưới cái nắng mùa hè, quả là bức bối khó chịu. Cái nắng nát này dân họ đi di chuyển từ vùng nơi khác tới cũng ở rất là nhiều. Mà hai anh em thì cũng phải thay phiên nhau, rồi đo thân nhiệt, rồi kiểm tra. Các lực lượng không chỉ tham gia phòng dịch tuyến đầu mà còn đảm nhận phần việc hậu cần tại các khu cách ly tập trung. Những suất ăn đủ chất dinh dưỡng được các anh chuẩn bị chu đáo để mang đến cho người cách ly. Tổ phục vụ gồm có phục vụ bên ngoài, phục vụ bên trong và tổ khai thác phục vụ. Khi đảm bảo cơm chín nước sôi lên thì bộ phận bên ngoài sẽ sắp xếp bố trí đầy đủ vào những cái nội dung y như quy định của ban chỉ đạo và sở y tế được vận chuyển vào bên trong. Tới nơi an toàn thì bộ phận bên trong sẽ vận chuyển đưa vào cho từng công nhân một. Lực lượng tuyến đầu luôn phải đối diện với nhiều vất vả và nguy cơ lây nhiễm cao. Điều mà những chiến sĩ mong mỏi nhất là bản thân có đủ sức khỏe, đồng thời ý thức của cộng đồng được nâng cao để cùng chung tay với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Năm 2020 vừa qua, khoa học kỹ thuật đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép của chính phủ về đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Trong nhiều giải pháp phòng chống dịch thì công nghệ được coi là yếu tố hỗ trợ rất đắc lực. Đến thời điểm này, nhờ việc đón nhận và hưởng ứng tích cực của người dân mà nhiều ứng dụng công nghệ đã phát huy hiệu quả trong việc góp phần giảm thiểu mức độ lây nhiễm trong cộng đồng. Nhờ ứng dụng công nghệ Bluetooth để nhận diện các tiếp xúc gần trong thời gian đủ lâu, Bluezone giúp truy vết chính xác những người tiếp xúc với các ca nhiễm và nghi nhiễm. Việc phát hiện, cảnh báo sớm sẽ giúp loại trừ dần những ca lây nhiễm bị mất dấu trong cộng đồng, từ đó khoanh vùng hiệu quả và hạn chế xét nghiệm trên diện rộng. Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi các bệnh viện, các cửa hàng ăn uống, trung tâm thương mại khuyến khích người ra vào cài đặt ứng dụng Bluezone. Trong cái đợt dịch lần này, chúng tôi đề nghị các đơn vị là tiếp tục triển khai mạnh mẽ lại những cái giải pháp truyền thông khuyến nghị người dân. Chúng ta phải sẵn sàng ngay từ bây giờ để có thể trong trường hợp xấu nhất là chúng ta sẵn sàng có cái công cụ, công nghệ để mà truy vết, khoanh vùng nhanh. Sau nhiều đợt dịch như thế này thì ý thức của mọi người đã rõ rồi và chúng ta thấy rằng ấy là việc này nó sẽ tiếp diễn thậm chí trong nhiều năm. Vậy thì chỉ có cách là bằng công nghệ như là Bluezone để mỗi một lần chúng ta truy vết nó đơn giản hơn. Và chúng ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Chỉ tính trong đợt dịch thứ 3 vừa qua, Bluezone đã truy vết được 735 trường hợp, phát hiện 4.625 trường hợp tiếp xúc gần. Theo các chuyên gia, ứng dụng Bluezone sẽ hoạt động hiệu quả nếu được 60% dân số trưởng thành, tương đương khoảng từ 30 đến 40 triệu người sử dụng. Trong đó cả cộng đồng sẽ được bảo vệ. Để cài đặt Bluezone, người dùng có thể vào kho ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website bluezone.gov.vn. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các sở chỉ đạo trường học giáo viên thực hiện đúng quy định, tự nguyên mẫu sổ điểm và học bạ theo quy định hiện hành. Để thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại học sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn cơ sở giáo dục và giáo viên nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng quy định tại khoản 9 điều 1 thông tư 26. Thông tư này không quy định giáo viên bộ môn ghi trực tiếp nội dung đánh giá bằng nhận xét vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo lớp học, học bạ học sinh mà chỉ ghi điểm trung bình môn học đối với các môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số và kết quả xếp loại nhận xét môn học đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh, học bạ học sinh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy, chủ động cho học sinh ôn thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc. Nhà trường đã lên kế hoạch đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình giáo dục trong năm nay, nhất là với khối 12, để các em tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp trung học, sẵn sàng cho phương án học trực tuyến.
Những ngày này, trường Trung học phổ thông Hoa Lư A, huyện Hoa Lư đang tích cực triển khai mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo kế hoạch của năm học. Hơn 400 học sinh khối 12 vẫn tiếp tục đến trường, các khối lớp còn lại thì học trực tuyến để đảm bảo giãn cách an toàn. Về công tác chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, ban hành các hướng dẫn về tổ chức thi, đồng thời chỉ đạo các nhà trường xây dựng các kế hoạch ôn tập, chuyên đề ôn thi bám sát minh họa đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã cho học sinh các cấp từ bậc mầm non được nghỉ hoặc triển khai các phương án học trực tuyến để phòng dịch. Chỉ còn học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường để ôn luyện cho những kỳ thi sắp tới. Mô hình nuôi cá sông trong ao là hướng đi mới trong việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất thủy sản, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, sản phẩm đạt yêu cầu cả về chất và lượng. Cách làm mới đã thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, đồng thời giúp người nông dân xóa bỏ tập quán làm ăn nhỏ lẻ, hướng tới nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ghi nhận tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Công nghệ nuôi cá truyền thống theo mô hình sông trong ao giúp hợp tác xã thủy sản Hải Đăng quản lý tốt hơn được nguồn con giống, dịch bệnh, thức ăn, nguồn nước luôn được làm sạch, không bị ô nhiễm, nhờ đó nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản. Nuôi cá công nghệ sông trong ao theo quy chuẩn khoa học, mỗi bể nuôi cá có đáy thảm bê tông cứng, máy tạo sóng, máy sục khí, máy quạt nước, máy hút chất thải đáy. Các máy này liên tục hoạt động 24/24 giờ, tạo thành trục sông có tường bê tông ngăn nước. Trong sông có sóng và dòng chảy tuần hoàn, nước luôn lưu chuyển khắp ao, bảo đảm điều kiện sống tối ưu cho sự phát triển sinh trưởng của con cá. Những chiếc máy bơm tạo dòng chảy tuần hoàn giúp cá trong bể hình thành thói quen vận động và bơi ngược dòng liên tục. Hiện tại diện tích cơ sở của chúng tôi là có 6 hectare. Cơ sở thứ nhất là có 4 hectare và cơ sở thứ hai thì có 2 hectare. Sản lượng của chúng tôi thu hoạch thì trên 100 tấn trên một năm. Hiện nay, Hợp tác xã Thủy sản Sông Trong Ao Hải Đăng đã đầu tư khu chế biến riêng, nghiên cứu sản xuất sản phẩm từ cá, gồm ruốc cá, chả cá và cá kho, mang nhãn hiệu của Hợp tác xã. Bình quân mỗi ngày lượng sản phẩm các loại xuất bán khoảng từ 100 đến 150 kg cá, chưa kể làm theo nhu cầu của khách đặt hàng. Việc hình thành chuỗi sản xuất, chế biến khép kín của hợp tác xã hướng đến nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm thủy sản bảo đảm chất lượng. Thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng của từng loại sản phẩm, đồng thời hướng tới các sản phẩm được làm từ cá để đưa ra thị trường trong và ngoài nước. Từ năm 2019, Hợp tác xã Thủy sản Sông Trong Ao Hải Đăng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá theo công nghệ sông trong ao với quy mô 2 cơ sở nuôi lên đến 6 hectare mặt nước. Tại mỗi bể được nuôi từng loại cá gồm rô phi đơn tính đực, chấm cỏ và chép lai. Sản lượng cá thu được tại các bể nuôi luôn đạt khoảng 100 tấn một năm. Trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện ngăn chặn kịp thời một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo tổ chức cho hơn 100 người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài bằng đường biển. Thủ đoạn của các nhóm người này là dụ người dân đi Hàn Quốc bằng tàu biển chở hàng. Trước đó, chủ một khách sạn tường Nguyễn Văn Thoại thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn trình báo cơ quan chức năng về dấu hiệu bất thường của một đoàn khách gồm hơn 160 người đến lưu trú. Nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng biết được những người này đến từ 18 tỉnh thành do hai đối tượng Trần Thanh Cường và Phạm Doãn Tuấn trú tại thành phố Hà Nội tổ chức tập trung vào Đà Nẵng để đi qua Hàn Quốc bằng đường tàu biển. Nếu đến Hàn Quốc thành công thì mỗi người sẽ trả chi phí 10.000 đô la Mỹ, trong đó đã thu trước mỗi thành viên 5 triệu đồng và 300 đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi thu tiền, hai đối tượng này đã bỏ trốn và thể hiện rõ dấu hiệu lừa đảo. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, lấy mẫu xét nghiệm và đưa những người này đi cách ly y tế để theo dõi nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.